Kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình tối nay, thứ ba ngày mùng 7 tháng 3. Lấy việc trồng rừng làm sinh kế, nhiều năm qua, người dân xã Thành Long, huyện Hàm Yên đã có được cuộc sống ngày càng ấm no. Những ngày vừa qua, du khách nô nức kéo về huyện vùng cao Na Hàng để tham gia lễ hội hương sắc Na Hàng năm 2023. Phòng Cảnh sát Môi trường và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 1 tỉnh Tuyên Quang phát hiện 378 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc. Trong phần tin thế giới, đề xuất cách giải quyết tranh cãi Hàn-Nhật về lao động cưỡng bức. Chiều nay, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã kiểm tra công trường thi công cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài Lào Cai. Cùng đi có đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Dự án xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ kết nối với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai có khối lượng xây lắp đến nay đạt trên 54% giá trị hợp đồng. Tiến độ giải ngân vốn toàn tuyến đạt hơn 83,3%. Kiểm tra dự án xây dựng cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan đến tiến độ triển khai dự án. Đồng thời đôn đốc các nhà thầu, đơn vị thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung nhân lực, trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng, mỹ thuật, đảm bảo công trình hoàn thành đúng kế hoạch đề ra. Đặc biệt cần nhanh chóng thi công các hệ thống cống phụ trợ đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, nâng cao tuổi thọ công trình. Bên cạnh đó, từ kinh nghiệm thi công đường cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ, có giải pháp để chuẩn bị đất đắp cho công trình cao tốc Tuyên Quang Hà Giang sẽ khởi công trong thời gian tới. Sáng nay, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự của lực lượng công an nhân dân năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự tại điểm cầu công an tỉnh. Năm 2022, thiên tai đã gây ra tổn thất nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến môi trường, đời sống và sản xuất của nhân dân và sự phát triển bền vững của đất nước. Bộ Công an đã quan tâm chỉ đạo triển khai quyết liệt đồng bộ nhiều nhiệm vụ giải pháp nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự, qua đó phát huy vai trò nòng cốt, xung kích tuyến đầu của lực lượng công an nhân dân trong công tác phòng chống thiên tai. Năm 2023, Bộ Công an đã đề ra 7 phương hướng nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chủ động và kịp thời triển khai các phương án, phối hợp với các lực lượng vũ trang trên địa bàn, phát huy vai trò xung kích tuyến đầu của lực lượng công an nhân dân trên mặt trận phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao năng lực phòng chống thiên tai trong lực lượng công an nhân dân. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, dự báo thời gian tới tình hình thiên tai sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng tiêu cực đến nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Luôn chủ động các phương án, kế hoạch, lực lượng, phương tiện và điều kiện đảm bảo để sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai theo đúng phương châm 4 tại chỗ. Phát huy vai trò, trách nhiệm của lực lượng công an cấp xã trong công tác phòng chống thiên tai, nhất là trong công tác nắm hộ, nắm người, tuyên truyền vận động nhân dân và giải quyết các tình huống phát sinh về thiên tai ngay từ cơ sở. Chiều nay, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị lấy ý kiến về dự thảo luật đất đai sửa đổi. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến 63 điểm cầu các tỉnh thành phố trên cả nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải chủ trì hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà định hướng một số nội dung tập trung lấy ý kiến đối với luật đất đai sửa đổi về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, các quy định về thu hồi trưng dụng đất để đảm bảo công khai, minh bạch, giảm khiếu nại. Đồng thời chú trọng đến các chính sách định hướng, thể hiện sự tôn trọng quyền của chủ sở hữu toàn dân đối với đất đai. Dự thảo luật đất đai sửa đổi gồm 16 chương, 236 điều. Dự thảo luật lần này có nhiều điểm mới nhằm khắc phục những bất cập tồn tại hạn chế của luật đất đai năm 2013. Các đại biểu đều cho rằng luật đất đai là một trong số các luật có tác động to lớn đến sự phát triển của đất nước về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng cũng như đối với đời sống của người dân. Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến về dự thảo luật đất đai sửa đổi nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia giám sát, phản biện xã hội của cán bộ Hội Nông dân Việt Nam, phát huy tâm huyết, trí tuệ Hội Nông dân các cấp,
góp phần hoàn thiện luật đất đai sửa đổi, đồng thời tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức cho tổ chức hội, cán bộ hội viên nông dân, tạo sự thống nhất và đồng thuận trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về đất đai. Sáng nay, Công ty Điện lực tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Năm 2022, công ty hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được giao, đảm bảo việc cấp điện an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính đều đạt và vượt so với kế hoạch, thu nhập của người lao động được đảm bảo. Năm 2023, Công ty Điện lực tỉnh tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, đầu tư trang thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý vận hành, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, nâng cao các biện pháp quản lý kỹ thuật để đảm bảo vận hành lưới điện ổn định, tin cậy. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dịch vụ khách hàng, tạo bước chuyển biến tích cực, nâng cao chỉ số hài lòng của khách hàng với ngành điện. Nhân dịp này, Công ty Điện lực tỉnh đã khen thưởng cho 19 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2022. Chuyển sang các thông tin về sản xuất nông nghiệp. Lấy việc trồng rừng làm sinh kế, nhiều năm qua, người dân xã Thành Long, huyện Hàm Yên đã có được cuộc sống ngày càng ấm no. Thành quả từ những tán rừng xanh đang trỗi dậy đầy sức sống chính là nhiều ngôi nhà mới khang trang và kiên cố. Với 5 hectare keo, gia đình ông Dương Văn Hợp là một trong số rất nhiều hộ thoát nghèo nhờ trồng rừng tại xã Thành Long. Nhiều năm gắn bó với rừng, ông thấy được những lợi ích to lớn từ lâm nghiệp đem lại. Từ đôi tay, sức lao động, con người trồng nên những cánh rừng xanh đầy sức sống. Giờ đây rừng đã và đang trả lại cho con người một cuộc sống no ấm, đủ đầy hơn. Gia đình trồng rừng thì rất có hiệu quả. Có tí nào cũng phải trồng nó hết diện tích đi. Xã Thành Long có trên 4.000 hecta rừng, trong đó có gần 200 hecta rừng tự nhiên, trên 1.700 hecta rừng của công ty lâm nghiệp và trên 2.100 hecta rừng sản xuất của nhân dân. Lấy lâm nghiệp là một trong những ngành kinh tế, người dân nơi đây đã phủ xanh đất trống bằng những cánh rừng keo, bồ đề. Các chính sách về hỗ trợ cây giống chất lượng cao là một trong những động lực để bà con gắn bó với nghề trồng rừng. Hiện nay người dân, chính quyền xã tiếp tục phát triển kinh tế lâm nghiệp của địa phương bằng cách tuân thủ các tiêu chuẩn trong quản lý rừng bền vững FSC. 100% các hộ trồng, chăm sóc và đăng ký chứng chỉ FSC để nâng cao giá trị kinh tế. Toàn bộ diện tích rừng sản xuất của xã đã được cấp chứng nhận FSC, dẫn đầu huyện Hàm Yên về diện tích rừng được cấp chứng nhận này. Tổ chức rất nhiều các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật để cho bà con dân thực hiện đúng quy trình kỹ thuật từ cái việc mà làm thực bì cho đến trồng cấy, chọn cây giống và quy trình khai thác. Sau khi được cấp cái chứng chỉ rừng thì cái nguồn lợi mang lại từ rừng đã nâng cao lên rất nhiều cho cái mức thu nhập của người dân trong quá trình thực hiện làm kinh tế rừng. Cũng trong năm 2022, Thành Long đã khai thác được 17.000 mét khối gỗ, thu về 20 tỷ đồng. Nguồn lợi từ lâm nghiệp đã và đang tạo nên nhiều đổi thay cho vùng đất còn nhiều khó khăn này. Xác định đây là ngành kinh tế quan trọng, góp phần mang đến đổi thay đời sống của bà con nhân dân. Nâng cao chất lượng rừng trồng, chuyển sang rừng gỗ lớn, đó là hướng đi Đường Long thực hiện trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay. Hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới với cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Kết quả này là động lực để xã Thượng Ấm phát huy tiềm năng, tiếp tục phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân, góp phần đảm bảo xây dựng mục tiêu nông thôn mới bền vững và lâu dài. Vị trí địa lý cộng với giao thông thuận tiện là những thế mạnh trong phát triển kinh tế của người dân xã Thượng Ấm. Đặc biệt sau khi hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện đã trở thành đòn bẩy cho việc phát triển thương mại, dịch vụ và nông lâm nghiệp của địa phương. Trong đó, thương mại dịch vụ là một trong những ngành kinh tế quan trọng góp phần nâng cao thu nhập cho bà con nơi đây. Thôn mới thì có đường bê tông, rồi là dân tình phát triển, cho nên là cũng giúp cho các cửa hàng, không phải riêng cửa hàng mình, các hộ kinh doanh phát triển lên rất là nhiều. Xã đổi mới rõ rệt trong 1-2 năm vừa qua. Mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân nông thôn trên nền tảng kết cấu hạ tầng phù hợp, có cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý. Cũng như các địa phương khác, Thượng Ấm tiếp tục tập trung và hoàn thiện, khắc phục những tồn tại trong phát triển kinh tế tại địa phương. Trong sản xuất nông nghiệp, xã tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, quy hoạch vùng chuyên canh cho loại cây trồng chủ lực như nhãn, dưa chuột, xây dựng thương hiệu nhãn và mật ong hoa nhãn của địa phương. Từng bước hình thành các mô hình liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản.
đối với xã Thượng Ấm cũng xác định khi đã về đích nông thôn mới là phải duy trì và phát triển hơn để sau này là xã còn được là sẽ nâng cao lên, và những cái tiêu chí mà đã đạt rồi thì tiếp tục là duy trì và phát huy hơn nữa để sau đó là từng bước làm thay đổi về bộ mặt của nông thôn trong cái tình hình mới này. Mức thu nhập bình quân hiện đạt 40 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo còn trên 4%. Kết quả này là động lực để Thượng Ấm tiếp tục thực hiện mục tiêu kép gắn phát triển kinh tế với nâng cao chất lượng nông thôn mới. Bắt đầu từ thay đổi tư duy, nếp sống, thói quen sản xuất của người dân là nhân tố quyết định để Thượng Ấm thực hiện thành công mục tiêu này. Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Chiêm Hóa đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ nông dân xây dựng nhãn hiệu thương hiệu nông sản, thúc đẩy việc liên kết tiêu thụ nông sản, đưa ra thị trường những sản phẩm nông nghiệp đảm bảo an toàn, nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân. Tháng 9 năm 2020, Tổ hội nghề nghiệp trồng cây ăn quả xã Hòa An được thành lập. Đây được xem là điều kiện thuận lợi để người dân địa phương sản xuất theo hướng hàng hóa. Tích cực thay đổi cách làm trong sản xuất nông nghiệp, những người nông dân ở xã Hòa An đã xây dựng thành công thương hiệu bưởi Phú Hải. Không chỉ vậy, cuối năm 2022, bưởi Phú Hải của địa phương này được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 36 cấp tỉnh. Đã có thương hiệu thì bao giờ nó cũng phấn khởi hơn nhiều. Vì nhân bản là người ta tin tưởng, vừa mẫu mã vừa chất lượng, đảm bảo sạch trong năm nay là chất lượng ngọt hơn, mà mẫu mã đẹp hơn, thu nhập cao hơn. Thực hiện chương trình OCOP, Hội Nông dân huyện Chiêm Hóa chú trọng phát huy vai trò của hội viên nông dân. Hội Nông dân đã tập trung rà soát, xác định các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương để hỗ trợ xây dựng sản phẩm OCOP. Các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân được tăng cường. Thông qua việc giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm qua sàn thương mại điện tử đã khích lệ, tạo động lực để bà con tập trung sản xuất kinh doanh, tạo ra sản phẩm có giá trị. Hội Nông dân các cấp nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện với số tiền trên 425 tỷ đồng cho gần 6.800 hộ vay. Tiếp tục quản lý sử dụng có hiệu quả 5,3 tỷ đồng từ nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp cho gần 140 hộ hội viên vay để thực hiện 19 dự án chăn nuôi tại 19 xã. Đến nay, huyện Chiêm Hóa có 17 sản phẩm OCOP đạt 3 sao, 4 sao cấp tỉnh. Thực hiện cái nội dung tức là mỗi xã một sản phẩm, thì đối với hội nông dân huyện cũng đã quan tâm chỉ đạo hội các cơ sở hội để phối hợp để triển khai thực hiện các cái sản phẩm OCOP trên địa bàn. Hiệu quả của cái nội dung này đã đem lại cho hội viên nông dân tin tưởng vào sự chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện trong các cái chuỗi liên kết giá trị sản phẩm trên địa bàn, đặc biệt là nâng cao được cái giá trị sản phẩm. Việc xây dựng các sản phẩm nông nghiệp có giá trị tham gia chương trình OCOP là hướng đi hiệu quả, giúp nâng cao giá trị sản xuất, đảm bảo phát triển bền vững cho các mặt hàng nông sản tại Chiêm Hóa. Tham dự cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên Tuyên Quang năm 2022 và giành giải ba, dự án Nông trại quê tôi của đoàn viên Vũ Văn Huy, sinh năm 1996, xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương đã đem lại hiệu quả kinh tế cao. Từ thành công của bản thân, anh đã thành lập hợp tác xã với 9 thành viên cùng hỗ trợ trong chăn nuôi, phát triển kinh tế. Gà trọi là sản phẩm chủ lực trong phát triển kinh tế mà anh Vũ Văn Huy lựa chọn. Học hỏi từ những người đã nuôi gà trọi lâu năm, tìm hiểu trên Internet, dần dần tích lũy kinh nghiệm trong việc nuôi gà. Nhờ áp dụng đúng quy trình chăm sóc khoa học, từ một vài cặp đôi bố mẹ, sau 5 năm, giờ đây số lượng đàn gà của gia đình đã lên đến gần 1.000 con. Với giá bán từ 1 triệu đến 4-5 triệu một con, đã mang lại nguồn thu đáng kể cho gia đình. Sau thời gian mình thử nghiệm thì mình thấy nó đạt hiệu quả rất cao. Có ít bệnh dịch, tôi đã có cái ý định là mở rộng trang trại và phát triển với quy mô như hiện tại. Cùng với nuôi gà, anh Huy còn đầu tư nuôi cầy vòi. Hiện nay khu trại đang nuôi hơn 100 cá thể cầy vòi, gồm cầy bố mẹ, cầy hậu bị và cầy con mới tách đàn. Đây là loài dễ nuôi, dễ chăm sóc và có giá trị kinh tế cao. Mô hình chăn nuôi tổng hợp với các giống đặc sản của anh Huy được đánh giá là mô hình kinh tế mới tại địa phương. Năm 2022, anh thành lập hợp tác xã, từ đó tạo được liên kết giữa các hộ chăn nuôi có cùng đam mê, hình thành sản phẩm hàng hóa có chất lượng ra thị trường. Khi về quê hương thì muốn tạo một cái công việc cũng như là một cái nguồn thu nhập ổn định, mang lại cái giá trị kinh tế cao hơn cho mọi người ở khu vực của mình cùng phát triển. Sức trẻ năng động, dám nghĩ, dám làm. Mô hình kinh tế của anh Huy đang mở ra hướng đi mới cho phát triển kinh tế tại địa phương. Nội dung đáng chú ý trong phần tiếp theo của chương trình.
Những ngày vừa qua, du khách nô nức kéo về huyện vùng cao Na Hàng để tham gia lễ hội Hương sắc Na Hàng năm 2023. Phòng Cảnh sát Môi trường và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp với đội quản lý thị trường số 1 tỉnh Tuyên Quang phát hiện 378 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc. Những ngày vừa qua, du khách nô nức kéo về huyện vùng cao Na Hàng để tham gia lễ hội Hương sắc Na Hàng năm 2023. Tại lễ hội đã diễn ra rất nhiều hoạt động thu hút đông đảo nhân dân cùng du khách tham gia như liên hoan các câu lạc bộ dân vũ mở rộng, festival chè San Tuyết Na Hàng, giới thiệu và bán sản phẩm chè, thi sao chè, trải nghiệm ẩm thực các dân tộc. Đến với lễ hội, du khách còn được tham quan danh lam thắng cảnh, khu bảo tồn thiên nhiên Na Hàng Lâm Bình, khám phá trải nghiệm đường rừng, cắm trại, giao lưu văn nghệ, giao hữu bóng chuyền hơi và tham gia các trò chơi dân gian. Đặc biệt, rất đông du khách đã tới thăm những vườn hoa lê, tuyến đường hoa lê dài nhất Việt Nam tại xã Hồng Thái, huyện Na Hàng. Lễ hội Hương sắc Na Hàng năm 2023 thành công hơn mong đợi bởi những sắc màu của cảnh quan thiên nhiên, văn hóa độc đáo của người dân vùng cao Na Hàng. Thưa quý vị, cứ vào độ tháng 3 hàng năm khi mà tiết trời đã chuyển dần từ mùa xuân sang mùa hạ thì cũng là lúc hoa lê bắt đầu bung nở tại nhiều bản làng ở xã vùng cao Hồng Thái, huyện Na Hàng. Vẻ đẹp của bông tuyết xứ Tuyên đã thu hút rất nhiều du khách từ khắp nơi tìm về chiêm ngưỡng. Ông Tầng cùng nhóm bạn từ Hà Nội đã chọn Na Hàng là điểm đến cho chuyến du lịch năm nay. Được đến đây tôi cảm thấy rất là vui. Chưa có một lần nào được cái chiêm ngưỡng cái cảnh hoa như thế này. Hàng nghìn cây lê đồng loạt trổ bông, nhuộm trắng cả một góc rừng. Các cánh hoa nở rực rỡ, cảnh sắc nơi đây được kết hợp với không khí se lạnh, càng khiến cho lòng người thêm xao xuyến. Vượt chặng đường dài hơn 600 km từ Hà Tĩnh tới Na Hàng, bà Hòe không khỏi ngỡ ngàng khi lần đầu tiên được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa lê. Khi đặt chân đến vườn hoa lê của xã Hồng Thái, Tuyên Quang thì tôi cảm nhận được không khí nơi đây rất là trong lành, mát mẻ. Hoa lê thì nở đầu vụ rất là đẹp, con người thì thân thiện. Với mỗi du khách, được hòa mình vào những vườn hoa lê chắc chắn là một trải nghiệm khó quên. Hôm nay vào rừng hoa lê thì tôi được chụp được rất nhiều ảnh. Tôi về tôi sẽ khoe với bạn bè và gia đình mình những tấm ảnh rất đẹp tại nơi đây. Nếu có dịp năm sau thì tôi lại tiếp tục đến thăm vườn lê Hồng Thái này. Màu trắng của hoa lê pha lẫn với sắc màu trang phục của các dân tộc tạo nên một khung cảnh đầy lãng mạn. Không gian nơi đây chắc chắn là một địa điểm không thể bỏ qua với những du khách có niềm đam mê nhiếp ảnh. Mình cùng gia đình cùng đến đây để trải nghiệm với cả thể thỏa mãn cái niềm đam mê nhiếp ảnh, nhưng mà cũng rất là bất ngờ khi mình đến với vườn hoa lê của Hồng Thái, nó rất là đẹp. Hoa lê đã mở lời chào, đã vẫy gọi du khách về với Na Hàng Tuyên Quang. Bức tranh tuyệt mỹ mà thiên nhiên ban tặng nơi đây khiến du khách cứ muốn đi lạc mãi. Cùng với sắc trắng hoa lê, giá trị văn hóa truyền thống cùng sự thân thiện hiếu khách của người dân xứ Tuyên luôn khiến du khách chẳng muốn rời. Bệnh viện hạn chế mổ, phải chuyển bệnh nhân, không thể mua sắm sửa chữa trang thiết bị vì không đủ 3 nhà thầu báo giá. Thực trạng đáng lo ngại này đang dần được tháo gỡ. Ngay khi có Nghị định số 07 và Nghị quyết số 30 của Chính phủ, các bệnh viện đã bắt tay vào khắc phục những hạn chế khó khăn thời gian trước đây gặp phải. Ngay từ đầu tháng 3, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội, một trong những bệnh viện lớn nhất của cả nước, đã buộc phải hạn chế các ca mổ phiên để ưu tiên vật tư hóa chất cho việc mổ và điều trị các trường hợp cấp cứu. Nguyên nhân là do thiếu hụt vật tư trang thiết bị y tế. Tuy nhiên, ngay sau khi Nghị định 07 và Nghị quyết 30 được ban hành, thì những khó khăn vướng mắc đã dần được tháo gỡ. Theo lãnh đạo bệnh viện, chỉ ít ngày nữa, mọi hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện sẽ trở lại trạng thái bình thường. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thì trong vòng một tuần nữa thì sẽ trở lại hoạt động hoàn toàn bình thường. Với Bệnh viện Bạch Mai, 10 năm qua, hầu hết các thiết bị chẩn đoán của bệnh viện là liên doanh, liên kết. Thực tế, nhiều máy móc, trang thiết bị vẫn sử dụng được nhưng bị bỏ không do hết hạn hợp đồng. Cùng với đó, trong số 2.000 mặt hàng hóa chất vật tư của Bệnh viện Bạch Mai thì 2/3 không đủ báo giá. Nhưng theo quy định mới thì đã kịp thời tháo gỡ về thực trạng tồn tại này. Nghị quyết 30 đã mở cho Bệnh viện Bạch Mai một những cái không cần, trước mắt chưa cần phải làm các cái sở hữu toàn dân để làm sao mà đưa các cái thiết bị này vào hoạt động mà bảo hiểm y tế vẫn thanh toán cho người dân, thì đây là cái mà
có thể nói là cởi trói rất lớn. Thực trạng khó khăn về thuốc, vật tư, hóa chất tại các bệnh viện lớn đầu ngành như Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Ca và các bệnh viện tuyến tỉnh, thành phố đã được tháo gỡ từ các giải pháp mà Nghị định 07 và Nghị quyết 30 của Chính phủ ban hành. Đó là tạo thuận lợi cho các bệnh viện mua trang thiết bị, vật tư y tế. Các cái thuốc hiếm, thuốc đặc trị thì đã giao cho các bệnh viện thì bệnh viện sẽ được phép mà mua những cái thuốc hiếm, thuốc ấy để kịp thời chữa cho bệnh nhân. Trong thời điểm cấp thiết của các bệnh viện như hiện nay, Nghị định 07 và Nghị quyết 30 của Chính phủ được ban hành kịp thời đã tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh viện đang trong tình trạng thiếu thuốc, vật tư, dễ dàng hơn trong công tác mua sắm, đảm bảo nhu cầu phục vụ cho bệnh nhân. Tin quốc tế, hôm nay Tổng thống Hàn Quốc cho biết sự hợp tác giữa nước này với Nhật Bản sẽ góp phần bảo vệ hòa bình và thịnh vượng toàn cầu. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho biết thêm rằng, đề xuất của Seoul hôm 6 tháng 3 về phương án bồi thường cho những người bị buộc phải lao động cưỡng bức dưới sự chiếm đóng của thực dân Nhật Bản là kết quả của việc đáp ứng lợi ích chung của cả hai nước. Seoul hiện cân nhắc chi trả các khoản bồi thường cho những người lao động Hàn Quốc trước đây thông qua một quỹ do chính phủ hậu thuẫn, thay vì yêu cầu các công ty Nhật Bản bồi thường thiệt hại theo phán quyết của Tòa án Hàn Quốc. Trong một diễn biến liên quan, chính phủ Nhật Bản và Hàn Quốc đang xúc tiến chuẩn bị cho chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vào trung tuần tháng 3, dự kiến diễn ra vào ngày 16 và ngày 17 tháng 3. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Hàn Quốc sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Trong thông báo đưa ra ngày 6 tháng 3, Tổng công ty Đường sắt Quốc gia Pháp cho biết có khoảng 80% các chuyến tàu cao tốc và liên vùng tại Pháp bị hủy trong ngày 7 tháng 3. Giao thông trên toàn bộ nước Pháp, đặc biệt là tại các sân bay, bến tàu và ở các thành phố lớn bị ảnh hưởng nghiêm trọng, một số cơ sở kinh tế quan trọng bị phong tỏa. Nước Pháp có nguy cơ tê liệt trong ngày 7 tháng 3 khi tất cả các liên đoàn tại nước này kêu gọi tổng đình công toàn quốc lớn nhất từ trước tới nay để phản đối dự luật cải cách hưu trí của chính phủ Pháp. Hầu như toàn bộ các tuyến tàu cao tốc nối Pháp với các nước châu láng giềng như Đức và Tây Ban Nha cũng sẽ không hoạt động. Tại các thành phố lớn của Pháp, đặc biệt là thủ đô Paris, giao thông cũng sẽ đình trệ nghiêm trọng. Nhà chức trách Mexico hôm qua đã phát hiện một xe đầu kéo chở người di cư bất hợp pháp bị bỏ lại trên tuyến đường cao tốc, trong đó có 103 trẻ không có người lớn đi cùng. Những trẻ em này chủ yếu đến từ Guatemala, được phát hiện trong nhóm 340 người di cư bất hợp pháp từ các nước khu vực Trung và Nam Mỹ. Xe đầu kéo này có lắp đặt quạt và hệ thống thông hơi, được phát hiện trên tuyến đường cao tốc ở bang Veracruz, miền đông Mexico mà không có tài xế. Việc vận chuyển người di cư bất hợp pháp bằng xe tải qua Mexico đến Mỹ là một trong những hình thức nguy hiểm nhất mà các đường dây phạm tội thực hiện. Tháng 6 năm ngoái, hơn 50 người di cư đã thiệt mạng sau khi bị bỏ lại bên trong thùng xe đầu kéo ở San Antonio, bang Texas, Mỹ. Cơ quan nghiên cứu và phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản thông báo ngày 7 tháng 3, tên lửa tầm trung mới H-3 của Nhật Bản đã được phóng lần đầu tiên sau 3 thập kỷ, tuy nhiên thì đã được lệnh tự hủy vài phút sau đó. Vụ phóng thất bại này diễn ra sau nhiều đợt trì hoãn, lần gần đây nhất là vào tháng 2, trong một nỗ lực bị hủy ngay trước khi phóng. Tên lửa H-3, phiên bản kế nhiệm của tên lửa H-2A đáng tin cậy, đã được phóng từ trung tâm vũ trụ Tanegashima trên đảo Tanegashima ở tỉnh Tây Nam Kagoshima vào sáng ngày 7 tháng 3 theo kế hoạch. Tuy nhiên, không thể xác nhận từ cảnh quay của JAXA hiện động cơ giai đoạn 2 của H-3 có bắt lửa hay không. Hôm qua mùng 6 tháng 3 tại km 220+100 quốc lộ 37 thuộc tổ 7 phường Hưng Thành thành phố Tuyên Quang, phòng cảnh sát môi trường và phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phối hợp với đội quản lý thị trường số 1 tỉnh Tuyên Quang phát hiện 378 kg thực phẩm không rõ nguồn gốc. Toàn bộ số hàng được vận chuyển trên xe ô tô biển kiểm soát 22A07436 do Nguyễn Thị Nga sinh năm 1971, trú tại tổ 6 phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang điều khiển. 378 kg chả mực và xúc xích là hàng đông lạnh, không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ, không ghi hạn sử dụng và bốc mùi hôi thối.
Lái xe và chủ hàng Nguyễn Thị Nga khai nhận đã mua số thực phẩm trên tại thành phố Yên Bái với giá rẻ, vận chuyển về Tuyên Quang để tiêu thụ. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm, bàn giao cho đội quản lý thị trường số 1 thành phố Tuyên Quang để xử lý và tiêu hủy theo quy định. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trực tiếp tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Sau đây là thông tin về tình hình thời tiết các địa phương trong tỉnh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin kính chào tạm biệt.